Sau quá trình trinh sát nắm thông tin vào tối ngày 13 tháng 11, đội cảnh sát kinh tế công an quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng vừa kiểm tra và phát hiện một kho chứa lượng lớn bình khí cười nằm ngay trong khu dân cư. Cụ thể phối hợp với công an phường Hòa Cường 5, đội cảnh sát kinh tế kiểm tra một ngôi nhà nằm trong kiệt 53 đường 2 tháng 9 do Hoàng Như Bồng, 29 tuổi, quê tại thành phố Hải Phòng thuê ở, phát hiện 6 bình kim loại còn nguyên và một bình kim loại hết khí loại 5 kg nghi là bình khí cười N2O qua làm việc, ông Bùng thừa nhận số khí cười này chuẩn bị đi giao cho khách. Ngoài ra, ông Bùng còn có thuê một kho tại địa chỉ 73 Trường Chí Cường, quận Hải Châu, chuyên để chứa khí cười. Tiến hành kiểm tra nhà kho này, phát hiện thêm 67 bình kim loại hết khí đã qua sử dụng, 4 bình kim loại còn nguyên, loại 5kg. Tất cả đều không có hoa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Hiện số bình khí cười trên được đội cảnh sát kinh tế công an quận lập biên bản tạm giữ để xác minh xử lý theo quy định.